hơi rung. Nè anh Hiệp gánh tim hả? Đúng rồi, anh gánh em. Anh đứng chính giữa đó, anh đi cùng với hai người đẹp. Đúng vậy, chương trình này là một trong những chương trình nhanh như chớp, hỏi rất nhanh và trả lời phải nhanh. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của anh Hiệp rồi hai cô gái xinh đẹp thì cái đội kia chắc mình nên khuyên họ về luôn cho rồi. Về luôn cho rồi. Em cũng nghĩ vậy á. Chơi lại đâu. Khỏi đi, khỏi chơi. Khỏi chơi hả? Ừ. Chơi em lại đâu. Mời đầu kia về không đi. Đầu kia chỉ có một cái giỏi là chơi ăn gian thôi. Đó mới nói chạy liền chứ. Chưa được mời mà. Nghe cái gì vậy? Nghe anh Giang nói bảo Vi nó chịu không nổi, nó xông ra luôn đó. Đuổi nó. Giang ơi Giang, em lầm rồi. Em làm rồi, bên anh là rất là hiền, rất là thùy mị, còn bên kia là hung dữ dữ lắm. Và nhất là cái miệng của Kali. Thì em nói là bên đội kia có một cái nổi trội là chân gian đó. Trời ơi, mấy gương mặt này mặt gặp hoài à. Thôi về đi Vi ơi. Đi về là có gì phải ở đây. Anh nói Ly ơi, về vui vẻ. Về vui vẻ Ly. Bên đội bên kia may lắm thì có một nhân vật sống đàng hoàng với đời là Hùng Thuận thôi. Còn hai đứa kia trời ơi, nó ranh ma quỷ quyệt lắm. Trời ơi, em không tin luôn á anh Giang. Hồi nãy anh em mới ôm nhau trong hậu trường vỗ dai xong ra anh nói em vậy luôn á. Trời ơi, em lén mong anh luôn hả? Anh là người mà có gia đình nha. Có gia đình nha. Ủa Giang ơi, anh nói nghe nè. Chào anh. Anh tin tưởng vào Tú Huy hơn là Hùng Thuận. Anh đang sợ Hùng Thuận với Kali dữ lắm. Vậy là bao nhiêu năm nay em bị Thuận gạt em à? Em bị lừa rồi. Gì vậy anh Hiệp? Trời ơi, sao tự nhiên cái nói em với Ly vậy? Em với Ly là một người rất là hiền lành và thánh thiện. Thì bởi vậy, lúc nãy trong hậu trường em còn order đồ của anh ăn nữa. Bây giờ thôi dẹp luôn đi, nghỉ đi. Rồi xong, thấy chưa? Thấy chưa anh? Thấy chưa? Anh có nói gì sai không ta? Sao mà bị phà dữ vậy trời? Nãy giờ chưa hề nói gì luôn á. Anh chỉ nói là Hùng Thuận không đẹp thôi. Mà giống như là Trường Giang nói là chi dơ hả? Đó Trường Giang nói cho anh không có nói nghe. Bạn em biết mà, đàng hoàng nghiêm túc. Đó thấy chưa? Điều đó khó xảy ra. Giờ này còn bán hộp gà hộp vịt không? Hết bán hộp gà hộp vịt rồi, dịch chuyển qua bán nhà rồi. Hệ thống nhà đất Hùng Thuận rồi. Bất động sản. Anh là khách hàng đầu tiên rồi đó. Đúng rồi, anh là một người khách hàng đầu tiên. Thiệt đó, đăng ký gửi nhà cho bà cho một biệt thự lớn. Ghê. Sản phẩm rất dữ. Trời ơi, bà anh mới giàu quá. Chứ em nói với chị em nghèo hồi nào. Mà yên tâm đi, người Ánh chỉ có một căn thôi. Kali đến hai căn lận, hiểu không đó. Nói người Ánh giàu chứ mà đó, âm thầm vậy mà hai căn rồi nghe. Trời ơi. Thiệt luôn á Hiệp. Thưa quý vị, như quý vị đã thấy trên phương hiện tại là dàn diễn viên chính của phim Cổng Mặt Trời. Và phim này thiệt sau đây tiết lộ điều bất ngờ mà mọi người chưa bao giờ được biết, chưa từng được biết liên quan tới phim Cổng Mặt Trời. Em chính là một trong những người đầu tiên viết kịch bản cho phim đó. Đúng rồi. Tại vì trong bộ phim Cổng Mặt Trời chúng ta là nguyên một tổ kịch bản lận. Đúng rồi. Đúng không? Mình ôm anh Giang đi. Trời ơi, anh Giang chăm ôm anh Giang ôi trời ơi. Đó tức là vậy nè. Những ngày đầu tiên á, có mấy anh em với nhau thì có một cái người ta đề nghị là viết cái phim đó. Cổng Mặt Trời thì mới giải thích ra Cổng Mặt Trời là cái gì, rồi Tinh Mặt Trời là gì đó. Anh biết đoạn nào? Rồi anh biết cái đoạn anh còn nhớ mãi là cái đoạn là một cái cậu sinh viên trong trong cái phòng trọ. Bên nam hay anh nữ anh? Nam. À. Bên nam. Bạn nam đó bạn nằm, người ta mới viết là thức dậy trong một cách đó cho nó hay tí. Cái mình mới viết một cái đoạn là hả, có người tới đòi tiền nhà sợ quá trốn bên này ở kia. Rồi xong giật mình, trời ơi. Không phải, mơ thôi chứ không phải thiệt. Đúng rồi, cái cảnh đó. Cái cảnh đó là cảnh anh em mình hát cái bài mà bà già hí, bà già hô, bà già súng răng. Đó. Thì sau đó thì cái cảnh chắc là giết dở quá, không ai cho giết nữa. Không, vui mà. Cái phân đoạn đó là gây dấu ấn để mà người ta tiếp tục theo dõi phim á. Không, phim là một bước ngoặt lớn ha. Ở đây thiếu một người đó là Ngọc Lan, cũng là có trong phim đó. Hiền Trang. Hiền Trang. Đinh Thế Thành. Bá Thắng. Không, mà phim đó nhiều người quá ha. Tới 6 nam 6 nữ lần mà. 6 nữ 5 nam. 5 nam. 6 nữ, còn nếu mà tính luôn Phùng Ngọc Huy là 6 nam 6 nam. Mai Phương nữa. Mai Phương nữa. Tính ra tới bây giờ nhiêu năm rồi ta, từ ngày đóng phim đó. 12 năm rồi. 29 tới giờ. Wow. Con Thuận bao nhiêu tuổi là Cổng Mặt Trời bao nhiêu năm đó? Con Thuận sinh nhân 2009. Bây giờ mình sẽ nói về vị trí A và B.